cuối là 981. Hiện nay khán giả có gà tre nuôi được 2 tháng tuổi, tuy nhiên gà có biểu hiện là bỏ ăn, mắt lim dim, lờ đờ, đi lại chậm chạp và đi ngoài phân loãng. Xin hỏi chuyên gia, với những dấu hiệu vừa rồi thì đàn gà bị mắc bệnh gì và cách chữa trị ra sao ạ? Thưa chuyên gia Lê Văn Nam ạ. Trước hết tôi khẳng định là chưa đủ căn cứ để xác định bệnh. Bệnh nào thì nó ăn, nó lim dim cũng có thể là lờ đờ và giảm ăn hoặc bỏ ăn. Đấy là những cái bệnh mà mang tính dịch cao và nguy hiểm. Thế thì ở đây ấy là rất thiếu căn cứ để xác định bệnh. Và vì thế cho nên chúng tôi rất cần những thông tin thêm. Như là nó có chảy nước mắt, nước mũi không? Mắt nó có bị sưng không? Rồi có ho hen, ho khẹt gì không? Phân biệt thế nào? Màu gì, màu sắc ra sao? Tất cả những thứ đó là chúng ta phải biết. Chứ ở lúc này thì nhiều bệnh lắm, rất nhiều bệnh. Và thêm nữa là cái thông tin về vấn đề vaccine, đã dùng những vaccine gì, mỗi loại là dùng mấy lần, và bây giờ thì gà nó có tụm đống lại với nhau không, phân nó có màu đỏ, màu máu không, nó có những cái vấn đề gì đại thể là liên quan. Nếu cần thì phải mổ khám bệnh tích và gửi ảnh với chương trình thì chúng tôi sẽ biết chẩn đoán được. Còn bây giờ thì nói thật là tôi trở thành một thầy bói, không hơn không kém. Nhưng mà với kinh nghiệm nghề nghiệp thì tôi xin hướng dẫn cách xử lý cái đàn gà này như sau. Một là anh phải can thiệp lại vaccine Newcastle. Thế can thiệp vaccine Newcastle có nghĩa là gì? Có nghĩa là phụ thuộc vào cái lứa tuổi và cái số lần vaccine anh đã làm để anh có mấy cái tình huống xử lý như sau. Một là nếu đàn gà tre chưa được dùng vaccine lần nào, tức là chưa dùng vaccine Lasota hoặc NDIB lần nào, thì bây giờ anh phải nhỏ mắt mũi mồm vaccine Lasota hoặc NDIB. Và sau 15 ngày thì anh cho uống lại cũng vaccine này lần 2. Và tiếp theo sau 15 ngày thì anh bắt buộc phải tiêm vaccine Newcastle hệ 1. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là anh mới dùng một lần dùng vaccine Lasota hoặc NDIB. Thì bây giờ anh phải cho uống lại ngay vaccine này. Và tiếp theo sau 15 ngày thì anh cũng tiêm vaccine Newcastle hệ 1. Đó là tình huống thứ ba. Tình huống thứ hai. Tình huống thứ ba là gì? Anh đã dùng vaccine Lasota hoặc NDB 2 lần rồi, nhưng mà chưa tiêm vaccine, chưa tiêm Newcastle hệ 1. Thì bây giờ nếu cách đây lần thứ hai cách đây khoảng 10-12 ngày, anh tiêm thẳng vaccine Newcastle hệ 1. Còn trường hợp nếu anh đã dùng vaccine đủ 2 lần Lasota hoặc NDB, đã tiêm vaccine Newcastle rồi, thì bây giờ tiêm lại. Đây là tình huống thứ tư. Vậy là có 4 tình huống để anh xử lý. Và khi chúng tôi dùng cái từ can thiệp này thì căn cứ vào số lần đã dùng vaccine để ứng phó theo hướng dẫn. Và thứ hai, vì không rõ là cái bệnh chứng bệnh tích, nên tôi đưa ra một cái phác đồ điều trị được rất nhiều bệnh. Một là T-Corizin 15g, hai là Hepatone 12g, ba là Kalium. Kalium là thuốc của người, cái loại 500mg cho một viên, chúng ta dùng 18 viên. Tiếp theo là T-Cúm gia súc, rồi giải độc gan tận lách TA mỗi loại 20g. Tất cả dùng cho một tạ gà, ăn uống trong một ngày, phải dùng 4 ngày. Anh làm đúng hướng dẫn như tôi vừa nêu ấy, thì sẽ cứu được bạn đàn gà. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Nam với những tư vấn kỹ lưỡng vừa rồi. Và quả là những cái thông tin mà khán giả gửi về triệu chứng bệnh tích trên cây trồng vật nuôi cũng như là các đối tượng thủy sản quá ít thì gây rất là nhiều khó khăn cho các chuyên gia của chúng tôi trong quá trình chẩn đoán. Và khi gửi câu hỏi về cho chương trình thì chúng tôi lưu ý là khán giả cố gắng cung cấp đầy đủ những thông tin triệu chứng bệnh tích trên cây trồng vật nuôi. Và nếu như có điều kiện thì có thể gửi cho chúng tôi những cái hình ảnh thông qua địa chỉ email hãy hỏi để biết a@gmail.com để các chuyên gia của chúng tôi có cơ sở để chẩn đoán bệnh một cách chính xác nhất.